Qua mày có hạ. Chết giờ. Mày quá, con Greg này gặp những cái con Katha này có thi cửa. Maxi này có thi cửa. Thì gặp con khác thì chắc nó cụ đi rồi. Mày quá các bạn ạ. Ê, chết tôi không. Kata và Gzik. Gzik và Kata. Hai con voi rỉnh vào đầu. Hai con voi. Vẫn đang đi cắm cờ tìm trên đồ đây. Đây là bầy hưu đầu. Có đồ lùa về là được rồi. Thêm bầy hiểu nữa, bầy hiểu này đang cùng vàng. Hai sáu dân. Câu phù đập dân thôi. Hai làm dân rồi.
Ờ giờ vừa mới 26 thành 25 rồi. Cứ 11 đều như bắt tranh thế này. Chết dở. Vâng, đây là nhà game thủ tiểu màn tàu. À, truy mạnh đây. Vào đập luôn. Đút hai dân vào. Đóng ngay bên trong. Sai. Được đấy. Đảo, tên đảo là khai. Bài đi ôm đi dâng. Như ông là đi dâng chết một dân thì phải. Có luôn các bác. Ô, có tê này. Hai bên ôm nhau, ông đi tê. Còn bên kia đấy, bên kia tiểu bàn tàu chết hai dân đi dâng rồi. Truy mạnh cũng chết khá nhiều dân. Còn tiểu bàn tàu bắn này có pê thủ. Chưa thấy gì. Chốt một phủ nhà này vẫn đang là con tê này, khó chịu thật. Mô tô phù đứng đây nữa. Sáu trên 28. Là 27 rồi này. Nhanh thật. Chỉ 44. Đóng BB bên trong rồi. Chưa biết ý đồ gì này. Úi dồi ôi. Wow. Nhiều dần thế, ăn nhiều ruộng quá. Hệ ra ruộng khác. Không được còn dần luôn này.
Ui, lúc này ai cái à? Hay đấy, ok. Cái ruộng kia. Ba tám cho 44. Vâng, ruộng nhiều như này chúng ta xem truy mệnh có chuyển gì không, chuyển sang cung A cũng ổn gì không đây. Quẩy rồi. Có quẩy rồi. Bây giờ sẽ là quẩy vào trong sổ ở bên trong đây. Còn cái gì? BB à? Ái chưa. BB này. Những con Z của con Kata. Một chém thả nữa. Phù nhà mình còn không? Bây giờ sẽ những con quẩy sẽ đối đầu với con BB bên kia đây. Thật bài hay phết nhở. Là 12 trên 112. Vậy là chúng ta đóng thêm cả Y đối đầu bên kia rồi. Y kẹp phù với đầu với những con bê bê bên kia. Bây giờ những con bê bê người ta sẽ lọt vào này. Đây có đen đi luôn rồi. Y có phù kìa. Lùi lại, lùi lại, lùi lại đã. Đợi đông nó vào được.
Ui, tham thầu to thế nhở? 85 to gấp mấy là bên kia tham đè gì đấy? Khỏe thật. Tham rất đi luôn dạy cho cái thủ tiệm ăn thầu. Chuy mày bên kia không to đâu. Không to một tí nào cho nó mát. À, bây giờ những con đi kẹp phù đây. Phù vất ba con ở nhà đây. Cái gì đây? Lại cái gì nữa đây? 87, một tình huống đi 10 đơn vị quân vào móc của kẻ thủ bằng truy bệnh. Ăn là còn mấy dần chết giờ. Chín những con quẩy, bây giờ quẩy là quẩy trứng đồng và cứ thế là đẩy vào thôi. Bên kia tham này không quá to. Con quẩy đang hoạt động là tương đối là công suất. Bên kia người ta có BB nhưng mà thảo là người ta có xong CI ra rồi. Một trận đấu ôm là rất tốt cho những game thủ truy mạnh. 93/116. Bây giờ chúng ta sẽ xô vào. Y này thì nó lại không sợ. Tỷ số là ai đều trong series thứ ba, chúng ta có chung kết. Trời ơi, ngày quá em ơi. Chung kết trong series thứ ba.